trong này còn nước ngọt, bởi cái màu nước nó còn màu hơi hồng hồng đỏ đỏ vàng vàng nha các anh em, chứ có màu xanh. Sống mấy game các bạn. Rồi bên kia chiếc nữa nè. Rồi cầu cái nha các anh em ơi. Ngoài kia con chiếc không các bạn? Rồi anh nhôm thôi cho anh em coi thử coi. Vừa chảy mà vừa bơm nước ra luôn nè. Này là cái nước phúng chỗ này là nó đang bơm với hầm máy lên đó các bạn. Con chiếc bên này nè các bạn. Sống đi hết hồn các bạn. Thank you.
Quá gió các bạn ơi.